Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiết lộ hãng Yamaha vừa đăng ký cái tên mới R2 2022. Có phải chăng đây là phiên bản mới của cái chiếc R5 V4.0 2022? Giới truyền thông nước ngoài vừa tiết lộ rằng hãng Yamaha đã đăng ký một cái danh hiệu cho một cái tên mới, đó chính là cái chiếc Yamaha R2 2022. Cái tên này đã đăng ký tại một cái thị trường quốc tế như Úc, New Zealand, châu Âu và Philippines. Theo cái ước đặt tên thông thường của hãng Yamaha, R2 có khả năng là một trong những cái chiếc mô tô 200cc được phát triển dựa trên phiên bản và R5. Qua nhiều góc ảnh chúng tôi đã tiết lộ thì đây có thể là một xe thể thao đang được nghiệm tại cung đường Ấn Độ, được ngụy trang rất là kỹ lưỡng, nên có rất nhiều cái điểm khác nhau về việc khẳng định đây là mẫu xe nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy cái mẫu xe này đang hiện có một thiết kế có bộ quay vai mượn từ phong cách từ người anh em là R7 2021 vừa được ra mắt, cùng với một vài chi tiết cũng tương tự như chiếc R5 V3.0 2021 hiện nay, bao gồm thiết lập một cái đèn LED đơn đi cùng cái đèn LED DL tích hợp thêm hai bên. Các tấm ốp ở bên cũng có vẻ được lấy cảm hứng từ cái chiếc Yamaha R7, nhưng vẫn còn tồn tại những cái điểm chưa thực sự rõ ràng do cái vỏ bọc ngụy trang. Một cái điều cần lưu ý nữa là cái mẫu xe này thử nghiệm có kích thước cũng lớn hơn cái chiếc R5 V3.0. Một cái điều này đã tạo ra cái khả năng suy đoán rằng cái con xe mới của hãng Yamaha đã dành cho trường Ấn Độ có thể là phiên bản R3 hoặc thậm chí là phiên bản R2. Tuy nhiên, Yamaha hiện nay không có cái động cơ là 210 khối nào hết trên thị trường, phải tuân thủ các khí thải nghiêm ngặt nhất như là Euro 5 hoặc là BS6. Nếu xem xét kỹ cái model R2 vừa được đăng ký, Yamaha có thể bắt đầu phát triển một cái động cơ là 200cc hoàn toàn mới. Với một cái model R2, chúng ta có thể mong đợi rất nhiều hiệu suất xe máy sẽ tốt hơn so với cái phiên bản là R5 V3.0. Cũng giống như cái chiếc R5 V3.0, thì cái chiếc R2 2022 có khả năng sẽ được trang bị nhiều tính năng như là quang biến thiên V3. Như những thông tin mới liên quan đến mẫu xe này được chúng tôi cập nhật và chia sẻ các bạn những clip tiếp theo. Yamaha R6, một cái bản nâng cấp cây chống ngợp. Cái chiếc Yamaha R6 2021 sở hữu mình một thiết kế ấn tượng, nhấn mạnh vào hiệu năng chế độ học. Nếu so với hình cũ thì em máy đã tăng thêm 8% nhờ vào cấu tạo cái dòng loại sport chuẩn mực phân khúc là 600cc. Trong khi xuất hiện ở trên đường đua thì cái chiếc R6 cũng được nhắc rất nhiều trong cái clip hôm nay. Nó được một đội đua cung cấp hàng loạt phụ kiện race hiếm có, không thua kém gì một cái dòng loại superbike hàng đỉnh. Nó bật nhất bất cái tông màu trắng tinh khôi, chúng ta cùng chia mừng em nhé. Cái phần đầu được cải tiến The Miles khe hút gió trung tâm tương tự như người đàn anh R1. Tổng thể em ấy tươi mới hơn rất nhiều khi được khoét cho mình bộ cánh màu trắng bạch mã, một điểm nhấn với chi tiết option màu vàng óng ánh. Không gây nhàm chán với tổng thể màu trắng, thân xe còn được kiểm soát với những chi tiết đường cắt xẻ màu đen đỏ khá nổi cuốn. Còn cái dàn chân trước sặc mùi đường đua khi được cung cấp một loạt ngũ điện cao cấp, cụ thể như hệ thống treo Paulin, Upsidow, FCA, phanh là của Rainbow Eagle C4 AX, đĩa là của Rakotec USA, cây mâm là OZ Racing, ốc thì Robotos. Chưa hết, em ấy còn nhấn nhá và chi tiết thân sau, đi cùng hai bên hồng là một bên đặt Rainbow Disc, cái đĩa phanh sau của Rakotec, phanh là của Rainbow Auto 3, riêng cái ống xả đến từ SC Proset. Cái đẹp độc đáo vô nhị được bọc trong cái bộ cánh trắng bạch mã. Cảm ơn các bạn đã giải thích này. Để tiếp nhớ like, subscribe.